Dạ vâng, Bảo Tín xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong video ngày hôm nay của em. Thì chúng ta đều biết rằng là với nhu cầu nghe nhạc thì có rất là nhiều mẫu DAC đa dạng trên thị trường. Và chúng ta nghe nói đến DAC Delta Sigma rồi DAC chạy mạch R2R. Với những dòng R2R thì nó sẽ dành cho những cái phân khúc với cái tầm mức giá đầu tư cao hơn. Bởi vì công nghệ R2R thường nó sẽ đòi hỏi cái kỹ thuật của những kỹ sư người ta làm tốt hơn, cũng như là cái tính tỉ mỉ, tính chi tiết nó cao hơn. Và đặc biệt là nó không dùng chip, nên là đối với những mạch R2R thì chúng ta thường thấy ở những cái bộ dàn giá trị cao hoặc là những cái bộ dàn chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể là có những cái mẫu R2R mà đến từ các cái thương hiệu mà chúng ta có thể tiếp cận được, ví dụ như các cái thương hiệu là từ Dana Street này chẳng hạn. Đấy. Bản này là bản Ares 12TH-1 là bản mới nhất, hay là với dòng R2R cùng với cái thương hiệu cạnh tranh của họ thì chúng ta cũng sẽ có là Musician Pegasus 2 này, bản mới ra mắt nhất này. Sẽ có một cái video so sánh hai cái dòng sản phẩm đang cạnh tranh với cái tầm phân khúc này. Ví dụ đây là Ares 12TH-1, còn đây là Musician Pegasus 2. Em sẽ zoom camera lên để mọi người nhìn cái thông số của nó một cách rõ nhất nhé. Đấy, đây là Musician Pegasus 2, còn đây là Ares 12TH-1. Và cho những ai chưa biết thì Ares 12TH-1 là phiên bản nâng cấp và cải tiến hơn của Dana Strip Ares 2. Đấy, Ares 2 là một phiên bản nổi tiếng tại Việt Nam lắm nhé mọi người nhé, dù là hàng nội địa chung. Đấy, và cái công ty của họ bây giờ đã được Singapore độc quyền tại Vinsin rồi. Và bây giờ thì người ta sẽ rất là khó để chúng ta có thể là xuất được và mua được những cái sản phẩm này tại Trung Quốc nữa. Và toàn bộ chúng ta phải mua trực tiếp từ Singapore và bay về. Đấy, và đây là Ares 2 12TH-1. Còn Pegasus 2, Pegasus 2 thì cũng rất là quen thuộc, nó là bản nâng cấp của phiên bản tiền nhiệm là Musician Pegasus. Vì Ares ra phiên bản Ares 2, Ares 12TH-1 này thì Pegasus mới ra tiếp cái phiên bản đó là Musician Pegasus 2 để hai anh này có một cái sự cạnh tranh gọi là kỳ phùng địch thủ với nhau. Thì trong video clip lần sau thì em Hoàng sẽ cố gắng so sánh cái sự chênh lệch về chất lượng âm thanh giữa hai cái đầu giải mã này, và có những cái đánh giá chi tiết để mọi người nhớ mà có đang muốn sở hữu một chiếc DAC R2R trong cái tầm phân khúc này thì chúng ta có thể tham khảo. Hoặc là nếu mà chúng ta chưa có kinh tế để chúng ta tiếp cận những cái đầu giải mã Ares 2 12TH-1 này hay là Musician Pegasus, thì mọi người có thể tham khảo một cái dòng DAC R2R thấp hơn của thương hiệu Musician để cho những ai có điều kiện kinh tế thấp hơn một chút chúng ta có thể trải nghiệm được. Mọi người thấy là cái ngoại hình của nó thì nó không khác nhiều so với Musician Pegasus. Tuy nhiên thì anh Musician Draco này sẽ có một chút thấp hơn về cái chất lượng linh kiện bên trong. Có nghĩa là các cái thang điện trở của anh này làm sẽ mỏng hơn một chút về cái độ dày, cũng như là anh này sẽ có một số những cái bộ dao động tinh thể ở phân khúc đời thấp hơn. Đấy. Ngoài ra thì anh này vì nó vẫn là R2R nên là cảm giác về cái độ mộc mạc trong cái sự trải nghiệm âm thanh của nó rất là tốt mọi người nhé. Thì chúng ta thấy là đặc biệt là khi mà chúng ta nghe các cái thể loại nhạc như là nhạc vàng này, nhạc trữ tình này, hay là nhạc vocal, đấy, nhạc nhẹ, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái sự nhẹ nhàng, cái sự mộc mạc nó thể hiện rất là tốt. Và có thể chúng ta sẽ không được thấy nó có một cái sự gai góc hay một cái sự góc cạnh nó nổi bật giống như những chiếc DAC chạy chip như là chip ESS chẳng hạn. Tuy nhiên thì nó lại có một cái độ mềm mại, độ nhẹ nhàng, và cái lời ca tiếng hát cũng như là cái giai điệu, cái sự chi tiết và cái tiếng nhạc cụ nó dày hơn rất là nhiều. Nó tạo một không gian tiếng nó dày hơn và nó thật tiếng hơn. Khi mà nó thật tiếng hơn thì ta sẽ cảm giác nghe nó sẽ rất là dễ chịu và nó không bị mệt. Nó không bị mệt, nghe lâu nó không bị mệt. Đấy, thì mọi người có thể là tham khảo và trải nghiệm em Musician Draco này nhé mọi người nhé. Và sản phẩm Draco này thì tại cửa hàng Bảo Tín khi mà bán mới cho mọi người thì sẽ có giá là 17.200.000. Tuy nhiên thì đây là một cái phiên bản mà khách hàng của em đã nâng cấp lên Musician Pegasus 2 và có nâng cấp thì em đã có thu lại. Và nếu ai có nhu cầu trải nghiệm thì em Hoàng sẽ để cho mọi người với cái mức giá rất là tốt ở đây, đó là 13.800.000 đồng mọi người nhé, Musician Draco.
Và sản phẩm này thì mọi người thấy không? Kích thước ngoại hình rất là đẹp. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng xem qua một chút về cái hiệu năng rồi là về cái ngoại hình nhé. Đây là phiên bản hoàn toàn mới này, mọi người thấy không? Đây là phiên bản Musician Pegasus mới, hàng mới nha mọi người nhé. Còn đây là phiên bản mà chúng ta có, em đang giới thiệu đến mọi người. Ngoại hình thì chắc chắn là nó sẽ không có một vết xước gì đâu nhé mọi người nhé. Đấy, ngoại hình gần như là mới. Chúng ta có thể gọi là mới. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể là gọi là mới. Tất cả những cái ngoại hình, đấy, từ con ốc đến các cái linh kiện đều rất là đẹp. Đấy. Và sản phẩm này thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là về từ input output thì chúng ta sẽ thấy rằng có phần công tắc nguồn này. Đấy, nguồn là nguồn cắm trực tiếp và có dây nguồn theo máy. Cổng vào thì chúng ta sẽ có cổng optical để chúng ta kết nối cổng quang TV hay là các cái nguồn phát digital có cổng optical. Cổng đồng trục coaxial thì được mạ vàng rất là đẹp. Đấy, cổng PC USB và cổng đồng trục IIS, và đặc biệt ở đây có cả cổng I2S nha. Nếu ai mà đang có nhu cầu trải nghiệm cái luồng tín hiệu I2S này thì mọi người có thể tiếp cận và tham khảo. Đường ra thì sẽ có đường ra AV và đường ra ba lần hay là Canon. Đây gần như là nó sẽ có một cái độ hoàn thiện rất là tốt về ngoại hình. Đấy, mọi người thấy có tầm giá trên 10 triệu thì chúng ta sẽ rất mà khó tìm ra những chiếc đáp mà nó có cái ngoại hình rất là high end như thế này. Đấy, ngoại hình rất là đơn giản và cũng rất là đẹp. Đó, đây là nút bật tắt nguồn, nút input chọn chế độ đầu vào. Còn đây là nút not, tức là nút oversampling, tăng cái tần số lấy mẫu để nghe nịnh tai hơn. Thì tùy vào trải nghiệm của mỗi người. Ở đây thì sẽ có cổng coaxial, optical, cổng IIS, cổng USB, cổng I2S. Và đã là R2R thì sẽ là DAC mộc mọi người nhé. Và DAC mộc là sẽ không can thiệp được âm lượng và luồng tín hiệu vào như thế nào thì chúng ta sẽ khai thác như thế. Và âm thanh của nó thì rất là mộc mạc và rất là hay. Và để làm rõ cái điều này thì em Hoàng sẽ đưa nó lên bộ dàn để mọi người trải nghiệm cái khả năng tái tạo của DAC R2R. Thì mọi người sẽ thấy được rằng là so với các cái video test nhạc ở trong các clip trước của em thì DAC R2R nó sẽ khác biệt như thế nào mọi người nhé. Và vừa rồi là chúng ta đã cùng trải nghiệm cái khả năng tái tạo âm thanh rất là mộc và nghe rất là thích đến từ chiếc DAC Draco. Và mọi người thấy là với R2R mới ở cái tầm phân khúc gọi là tiếp cận thôi, để chúng ta dễ dàng giao lưu hơn, thì chúng ta thấy là âm thanh nó đã có sự mộc mạc và có sự khác biệt lớn như thế rồi. Nếu mà chúng ta có điều kiện dùng những cái phân khúc cao cấp hơn của thương hiệu Musician này, ví dụ như là Pegasus 2 hay là trên một chút thì có
Mujikun Aquarius hay là Mujikun Taurus thì đấy là những cái phiên bản cao cấp hơn của hãng. Còn với DNA Sprint thì mọi người có thể là tham khảo những dòng như là cao cấp hơn như là Bontus 12TH-1 này, hay là Venus này, rồi là Mujikun Terminator, DNA Sprint Terminator 2, rồi là Terminator Plus mọi người nhé. Đấy là những cái phiên bản Dark R2R rất là nổi tiếng, hay là thậm chí bạn có thể tham khảo những cái mẫu Dark đến từ thương hiệu Holo rồi là Goodtart thì họ cũng có những dòng chạy mạch R2R. Còn nếu như mà chúng ta đang mới trải nghiệm và muốn tìm hiểu màu sắc của R2R liệu nó có hay như là chúng ta vẫn thường đồn hay không thì có thể tham khảo Draco để chúng ta đổi gió đi một chút, và chúng ta muốn trang bị thêm cho bộ dàn của mình những cái sự lựa chọn chất lượng. Dòng này nếu mọi người mua sản phẩm mới tại cửa hàng Bảo Tín giá sẽ là 17 triệu 200 ngàn đồng. Em có tặng kèm dây quang, audio quét và miễn phí vận chuyển mọi người nhé. Đó, đó là với sản phẩm mới. Còn với sản phẩm này thì mọi người sẽ được sở hữu với giá cực kỳ ưu đãi tại cửa hàng Bảo Tín, đó là 13 triệu 800 ngàn đồng. Và dòng này thì khách hàng của em nâng cấp, anh ấy trải nghiệm một thời gian và muốn nâng cấp, và bảo hành vẫn sẽ bảo hành cho mọi người là 10 tháng đấy, và sẽ cam kết là hàng chưa có can thiệp bất kỳ một thứ gì về linh kiện bên trong, gọi là hàng nguyên zin đến từ nhà sản xuất mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu có bất kỳ băn khoăn thắc mắc gì thì mọi người có thể liên hệ cho em Hoàng qua số điện thoại là 0826 110011, em có để dưới góc màn hình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn.